năm 1950, quân đội Hoa Kỳ đã tìm kiếm một loại xe tăng hạng trung mới để thay thế cho các loại xe tăng M46. Và ngay cả trước khi M47 được đưa vào sản xuất, quân đội Hoa Kỳ đã ký hợp đồng phát triển loại xe tăng M48 để thay thế vào tháng 12 năm 1950. Loại xe tăng M48 vẫn giữ nguyên động cơ và hệ thống truyền động của M47. Hệ thống treo gần như tương tự và mang sức rộng hơn. Mục tiêu chính của nhóm thiết kế là tạo ra một bố trí giáp tốt, cũng như thiết kế xe với một vòng xoay tháp pháo rộng. Hệ thống xoay tháp pháo bằng thủy lực và điện, mã lực trên xe cũng được cải tiến và tăng cường đáng kể. Tương tự như trường hợp M47, nỗi sợ hãi trong chiến tranh lạnh đã dẫn đến một lịch trình sản xuất khắt khe nhất. Dòng M48 về sau được tiếp nối với đời M48A1, có khoảng 3.200 chiếc đời này được sản xuất, và M48A2 trở thành phiên bản sản xuất rộng rãi nhất trong số 11.703 chiếc. Sau đó các phiên bản M48A3 cho đến khi việc sản xuất dừng lại vào năm 1959. Đến đầu những năm 1970, quân đội Hoa Kỳ đã cho thay thế các loại xe tăng M48 bằng M60, chuyển các xe tăng M48A3 cho thủy lục chiến. Các trì hoãn nghiêm trọng trong việc sản xuất xe tăng M60A2 và kho vũ khí bị hao hụt bởi các chiến hàng viện trợ đến Israel để bù cho các thiệt hại sau cuộc chiến John Kerber tháng 10 năm 1973, dẫn đến việc thiếu hụt xe tăng, trong khi Liên Xô đã tăng cường lực lượng của mình bằng các loại xe tăng T-62 và T-64. Để đối phó với chi phí thấp cho đến khi việc sản xuất M60 cung cấp đủ số lượng, người ta quyết định nâng cấp các xe M48 đời đầu A1, A2 và A3 lên tiêu chuẩn M60. Các xe mới này được gọi là M48A5. Xe tăng M48A5 được bọc giáp dày 120 ly ở mặt thân xe, hai mặt phía trước dày 76 ly và tháp pháo 110 ly. Mã lực chính của xe tăng M48 là pháo nòng xoắn 105 ly với 54 viên đạn trong xe, bắn được các loại đạn chống tăng nổ phá, đạn thuốc nổ chắc dẻo, đạn phốt pho trắng và đạn canister. Vũ khí phụ gồm một súng máy 12 ly 7 do trưởng xe phụ trách, một súng máy đồng trục 7.62 ly M73. Vào ngày 9 tháng 3 năm 1965, chiếc xe tăng M48A3 đầu tiên của thủy lục chiến Hoa Kỳ, tiểu đoàn 3 thiết kỵ cập cảng Đà Nẵng. Đây là đơn vị xe tăng đầu tiên của Mỹ tại Việt Nam và được bổ sung bởi tiểu đoàn 1 thiết kỵ của thủy lục chiến sau đó một năm. Đơn vị đầu tiên của lục quân Mỹ là tiểu đoàn 1 trung đoàn kỵ binh số 4 vào năm 1965, phục vụ với sư đoàn 1. Ban đầu, quân đội Hoa Kỳ không có mấy cảm hứng để bố trí xe tăng đến Việt Nam, do cảm thấy chúng không phù hợp với địa hình và kiểu chiến tranh không quy ước. Chiến thuật dụng tăng ở Việt Nam thể hiện qua môi trường của cuộc chiến. M48 thường được dùng để cung cấp hỏa lực nặng, để hỗ trợ trực tiếp các hoạt động của bộ binh, hay dùng để đẩy lùi mai phục trên các nhiệm vụ hộ tống. Các đại đội xe tăng đôi khi được bố trí vào nhiệm vụ bảo vệ sân bay, nơi mà các viên đạn canister của chúng chứng tỏ hiệu quả tốt. Kẻ thù chính của M48 ở Việt Nam không phải là thiết giáp của địch mà là mìn, gây ra hơn 75% thiệt hại của xe tăng. Các mối nguy chính khác là vũ khí chống tăng của bộ binh như B-40, B-41. Mặc dù không được thiết kế cho kiểu chiến trường này, M48A3 vẫn cho thấy có thể đáp ứng được mong đợi vào nó, vì đây là loại xe tăng bền bỉ và có thể sống sót qua những quả mìn cực lớn. Trong toàn cuộc chiến, chỉ có một trường hợp duy nhất xe tăng Hoa Kỳ và Bắc Việt giao chiến. Vào đêm ngày 3 tháng 3 năm 1969, đại đội số 16 tiểu đoàn 4, trung đoàn thiết giáp 202 của Bắc Việt tấn công vào căn cứ hỏa lực Hoa Kỳ ở Bến Hết với bộ binh tùng thiết. Vài xe tăng BT-76 và xe thiết giáp chở quân với mục đích tiêu diệt các cổ pháo tự hành M107 175 ly đóng tại đó. Căn cứ được bảo vệ bởi vài chiếc M42 Duster và M48A3. Kết quả trận đánh là một chiếc BT-76 và một chiếc PTR bị phá hủy. Phía Hoa Kỳ có một chiếc M48 bị bắn hỏng. Đến năm 1971, các xe tăng M48 được Hoa Kỳ viện trợ cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa
và thiết đoàn 20 chiến xa được thành lập với trang bị chủ yếu là M48A3. Tháng 3 năm 1972, Bắc Việt tấn công vào Quảng Trị với hai trung đoàn xe tăng. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa điều thiết đoàn xe tăng 20 chiến xa và lữ đoàn 1 thiết kỵ tới khu vực để chặn đường tấn công của bộ đội Bắc Việt. Ngày 9 tháng 4 năm 1972, với chiến thuật trâu rừng, M48 đã bắn hạ được một số xe tăng T-54 của Bắc Việt. Nhưng đến ngày 27 tháng 4, đến lượt các chiến xa M48 bị T-54 của Bắc Việt bắn hạ. Cho đến đầu năm 1975, Sài Gòn có 3 thiết đoàn chiến xa M48 với tổng số 162 xe tăng, tất cả đều là M48A3, phiên bản hiện đại nhất khi đó. Sau chiến tranh Việt Nam, M48 được bộ đội Việt Nam tiếp tục sử dụng trong lực lượng thiết giáp để tấn công quân Pol Pot. Bên cạnh những chiếc T-54 của Liên Xô chế tạo, các căn cứ của quân Khmer Đỏ không chống đỡ nổi và phải bỏ tiếng chạy về phía biên giới Thái Lan. Xe tăng M48 được rất nhiều nước sử dụng trên thế giới và trang bị cho quân đội của họ. Một ví dụ điển hình là các đơn vị thiết giáp của Israel đã sử dụng hữu hiệu trong các cuộc đột kích và phòng thủ ở vùng vịnh. Trong nhiều cuộc chiến, đây là loại xe tăng được cải tiến và nâng cấp với các hệ thống tối tân nhất vào thời điểm những năm 1950.